Xin chào các bạn. Việc đào hố trồng cây là công việc rất quan trọng để cây dối có thể phát triển một cách mạnh khỏe, tươi tốt. Quy cách đào hố ban đầu như chiều sâu, độ rộng là rất quan trọng. Vì thế hôm nay, Thế Giới Máy xin giới thiệu với các bạn máy khoan lỗ trồng cây MS630 sẽ khiến công đoạn đào hố trở nên đơn giản hơn, nhanh chóng hơn và quan trọng là hiệu suất sẽ cao hơn, giảm sức lao động. Máy khoan lỗ trồng cây MS630 có công suất là 2.2 kW, dung tích xi lanh 68cc, tốc độ vòng quay từ 8.000 đến 9.000 vòng trên phút, sử dụng xăng khoan nhớt, tỷ lệ pha là 25:1, trọng lượng của máy là 7 kg. Máy có tiếng ồn nhỏ, dễ vận hành, hiệu quả cao trong công việc. Sử dụng động cơ xăng có công suất lớn, lại vừa tiết kiệm nhiên liệu. Thiết kế đẹp, nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển đến mọi nơi. Máy có tay nắm hỗ trợ chống rung, đảm bảo an toàn khi vận hành. Máy có thể sử dụng được các loại mũi khoan từ 10 đến 30cm, giúp bạn linh hoạt trong việc đào hố trồng cây. Sau đây là một số chi tiết của chiếc máy khoan lỗ trồng cây MS630. Đây là bộ khởi động, bình xăng, e gió và bình xăng con, cần ga, công tắc tắt mở, tay cầm chống rung và chốt để đài khoan. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng chiếc máy khoan đất MS630. Đầu tiên thì các bạn cài mũi khoan và thanh chốt và khoan nước an toàn lại. Tiếp đến các bạn đổ xăng khoan nhớt tỷ lệ 25:1 vào bình xăng, bơm xăng lên bình xăng con bằng bong bóng bơm, bật công tắc điện, nhấn và kéo dục giật cho đến khi máy nổ. Khi các bạn muốn khoan đất thì các bạn chỉ cần lên ga, khoan sẽ tự động quay và các bạn nhấn giữ để đè xuống đất. Tùy theo mục đích sử dụng của các bạn mà các bạn có thể sử dụng những loại mũi khoan khác nhau từ 10 đến 30cm. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này của chúng tôi, hãy liên hệ đặt hàng qua số online bên dưới video. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này của chúng tôi, hãy liên hệ đặt hàng online qua số điện thoại bên dưới video hoặc đến trực tiếp xem máy tại cửa hàng 34 Bình Long, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới, hướng dẫn sử dụng máy móc, thiết bị cho bà con.